Giòi bò lúc nhúc trong thực phẩm chay đóng gói còn hạn sử dụng cũng là thông tin khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại trong tuần qua. Cụ thể, ngày 9 tháng 6, chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho công nhân, ngụ ở tỉnh Bình Dương, đã mua 10kg thực phẩm chay sườn non tại một tiệm tạp hóa ở chợ Thuận Giao, thị xã Thuận An về để chế biến. Sau khi mở gói thực phẩm, chị Hoa phát hiện toàn bộ 10kg sườn non đều có giòi bên trong. Kiểm tra thông tin trên bao bì cho thấy, sản phẩm có ghi nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan và được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh đóng gói. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.